Kính bạch quý đại đức, kính xin đại đức giảng dạy về lợi ích của việc ấn tống kinh sách và tranh nhân quả, hành động thiện ích đó sẽ đem lại sự thông minh hay sáng suốt trong các đời sau hay không? Tức là thứ nhất là vị này hỏi là có đem lại cái thứ nhất là lợi ích, thứ hai là có đem lại cái quả báo thông minh sáng suốt hay không? Về câu hỏi này thì xin mời đại đức tuệ tường. Và trước khi bắt đầu thì đại đức hoan hỷ chờ chút xíu để thiết lập lại. Dạ rồi. Thì khi mà cái việc mình ấn tống kinh sách đó hay tranh nhân quả đó thì những cái hành động này nè là nó mang lại cái phước gì, nó đúng hơn là mang lại phước gì, thưa quý vị? Đó là mang rõ nhất á, đúng nhất là mang lại cái phước trí tuệ, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc làm này nó có hai yếu tố, có cái hai yếu tố. Đầu tiên á là khi mà nói là cúng dường mà liên quan tới pháp nói chung, thưa vị, thì trong pháp cú á, Thế Tôn ngài có nói là pháp thí á, thì thắng mọi thí đó. Giống như trong đoạn này thì sư trích ra, sư nói cho nó rõ là cách cho pháp thí là bố thí, đó có thể là cách thuyết pháp, giải pháp và kiến thiết các loại sách vở chánh pháp và chia sẻ đến người khác. Thì ngay cả câu Pali á, đây sư nói thêm câu Pali ha, trích dẫn Pali để cho nó rõ ràng ha. Ngay cả câu Pali Đức Phật có nói là gì? Sát bá đa năng, tham bá đa năng, chi na tí, có nghĩa là pháp thí thắng mọi thí. Thì tại sao pháp thí thắng mọi thí? Thì cái nguồn gốc câu này á, là chính là các vị trời, thưa vị, các vị trời á, có một hôm họ tụ họp lại với nhau, thì họ mới đàm luận đó là, thì không biết đó là trong các loại thí là bố thí đó, thì cái nào là thù thắng nhất. Thì rất nhiều vị chư thiên, mà biết vị biết đó là chư thiên, các vị chư thiên là rất là trí tuệ, nhưng mà không tìm được câu trả lời. Thì khi đó mới gặp Đức Thế Tôn ngài mới nói là đó, cái mà thì cái vật thí mà cao thượng nhất đó là pháp thí. Bởi vì sao? Bởi vì khi bố thí phi pháp, thưa vị, là đưa đến cái sự bất tử. Sự bất tử ở đây chính là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, thưa quý vị. Cái hành động pháp á, nãy sự trong đoạn nó sẽ có nói là nó bao gồm rất là sâu xa, có nghĩa là thuyết pháp nè, giải pháp nè, và kiến thiết sách vở chánh pháp á, chia sẻ đến người khác đó. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao lại cái việc mà bố thí pháp nó lại, ngoài cái việc mà nãy sư giải thích đó, là nó đưa đến sự bất tử đó. Thì còn cái lý do nào nào mà để nói là pháp thí mà nó thù thắng hay không? Thì nó có lý do này, thưa vị. Tại sao? Tại vì những người làm việc phước bố thí những món vật dụng đó, gồm y phục, vật thực, chỗ ngủ và thuốc chữa bệnh đó, họ làm như vậy sau khi được nghe pháp. Cái điều này là trong chánh kinh có rất nhiều bài kinh, thưa vị. Chánh kinh đó, đặc biệt trong kinh Trung Bộ, quý vị biết đó, là có nhiều vị cư sĩ đó, ban đầu họ rất là tà kiến, thậm chí đó, họ đến là tranh luận Đức Thế Tôn, rồi họ thậm chí họ chửi Đức Thế Tôn luôn đó. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng dạy, ngài nói pháp cho họ, thì cái lòng tỉnh tính nơi họ phát sanh. Thì thường thường là cái câu như vậy nè: bạch Đức Thế Tôn, con xin ngưỡng quy y ngài đến trọn đời cho đến mạng chung, xin Đức Thế Tôn nhận lời, xin Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn nhận lời ngày mai buổi chay phạn ở nhà con đó. Cho nên là ở đây trong chú giải thích đó, là tại vì người làm việc phước bố thí những món vật dụng gồm y phục, vật thực, chỗ ngủ và thuốc chữa bệnh, họ làm như vậy sau khi được nghe pháp. Nếu họ chưa nghe pháp thì chắc hẳn họ sẽ khó bố thí, nghĩa là họ khó nghe bố thí dù một bát cơm hay một muỗng thức ăn, đúng không? Vì lý do này mà sự bố thí pháp là thù thắng hơn tất cả mà bố thí đó. Cho nên là sự phân tích đó, để cho mình hiểu rõ hơn cái việc mà mình ấn tống kinh sách là tranh nhân quả, hành động thiện nè. Thì ngay cả mình biết đó, trong cái 10 cái phước nghiệp sự thì có hai cái loại, thì có ba cái loại mà phước mỹ vị nên chú ý. Có nghĩa là có nhóm trí tuệ là bốn loại phước, hiểu không? Là bao gồm hành thiền nè, thuyết pháp nè, tính pháp nè, cải chánh chi kiến nè. Thì khi mà quý vị á, mà làm những
cái phước thuộc trong nhóm trí tuệ này, giống như trong trường hợp này nói là thầy hỏi là ấn tống kinh sách tranh nhân quả hành động thiện ích đó, đó thì có mang lại sự thông minh sáng suốt ở đời này thì sao không? Cái này là không phải đơn thuần là thông minh sáng suốt đời sau thôi, mà là gieo duyên, gieo cái duyên này nè, là những cái đời sau và những trong hành trình sinh tử luân hồi, đến khi mà quý vị giải thoát khỏi sinh tử luân hồi á, thì cái nghiệp thiện này nó sẽ luôn theo quý vị, sẽ luôn tương trợ quý vị. Mà sư nhấn mạnh nha, là mình phải ấn tống kinh sách tranh nhân quả đúng theo chánh pháp, đúng theo là Phật dạy nha, phải nhấn mạnh như vậy. Còn nếu mà một người nào đó lỡ ngộ nhận nói là à, cũng ấn tống kinh sách đĩa CD này nọ kia đó, tranh nhân quả này nọ kia đó, nhưng mà lại không đúng lời Phật dạy đó, thì cái đó này là nó đi ngược lại, bị sư phải nhấn mạnh như vậy, chứ không phải đơn thuần là ở đây hỏi là các đời sau không đâu, nghĩa là trong suốt hành trình sư tử luân hồi luôn đó, có nghĩa là cái chánh kiến này nè, cái trí tuệ nè, nó luôn theo mình đó, để giúp cho mình, nâng đỡ cho mình, để mình luôn gần với chánh kiến, mình sớm giải thoát khỏi sư tử luân hồi. Thì ở đây có một cái điều nữa đó, là khi mà quý vị làm những điều này nè, ngoài quý vị á, giúp cho bản thân quý vị, mà thậm chí quý vị giúp cho hàng tứ chúng luôn nữa. Tại vì khi quý vị ấn tống kinh sách á, là cái nguồn sách này nó lan tỏa đến ai? Cần người cận sư nam, người cận sư nữ, đúng không? Tỳ kheo ni. Giống như quý sư đi, quý vị có ấn tống kinh sách á, thì quý sư dựa vào nguồn tài liệu đó, quý vị mới nghiên cứu, mới giảng giải cho quý vị. Đó. Ngay cả trong cái việc mà quý sư mà có được cái sự trợ giúp quý vị á, về cái việc mà ấn tống kinh sách đó, hay dịch chú giải rồi đó, không? Thì quý vị thì á, quý sư á, mới dùng cái tài liệu đó lan tỏa ra thuyết pháp đó, thính pháp đến cho người khác. Mà ở đây á, ngay cả việc thính pháp á, quý vị biết á, là có những ân đức á, thành tựu như vậy nè, là nghe những điều chưa được từng nghe, và thứ hai là điều đã được nghe thì nghe lại càng làm cho hiểu rõ hơn, và cái thứ ba là giải quyết được những điều nghi vấn, thứ tư là làm cho chi kiến đúng đắn, thứ năm là làm cho tâm trở nên thanh lương và trong sáng. Cho nên cái phước mà nói là cái phước mà vun bồi phước chí thưa quý vị, trong cái nhóm phước chí á, phước chí của mười phước nhập sự là tu thiền, đây là thiền chỉ, thiền quán đó, là pha quá na đó, thính pháp, thuyết pháp và cái chánh chi kiến, nó rất là quan trọng quý vị. Nó quyết định đấy cái hành trình mà rút ngắn sinh tử luân hồi cho quý vị đó. Bởi vì sao mà khi mà hỏi câu nào hỏi này nè, sư phải nói một cách mà nó hơi dài tí, tại vì nếu mà nó ngắn quá thì ít có người hiểu được cái sự quan trọng của cái việc mà mình hỗ trợ về quý sư về cái vấn đề mà làm những cái thiện sự mà về pháp nè. Giống như sắp tới đây Đức Hạnh Tuệ có cái công trình mà dịch về chú giải đó. Đó, nếu quý vị có tham gia vô đó thì suy nghĩ là nó sẽ đạt được nhiều lợi ích. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Yeah. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường. Đại Đức Tuệ Tường đã cho quý vị thấy cái quả báo của việc bố thí, đặc biệt ở đây là cái chuyện mình ấn tống kinh sách mà đúng với chánh pháp. Thì như khi mà cuối cùng Đại Đức Tuệ Tường có nói về cái dự án dịch chú giải đó, thì sư public lên trên mạng luôn, tức là dịch tới đâu thì công khai tới đó, tức là tất cả mọi người đều có thể truy cập được. Phải nói là cái thời đại này đúng là cái dục nó nhiều, cái ác nó nhiều, nhưng mà cái cơ hội mình làm thiện nó cũng nhiều. Tại sao? Tại vì cái chuyện mà ấn tống ha, thì hồi xưa đó mình ấn tống, mình in ra nó rất là nặng tiền, mà cái số lượng người mà đưa đến nó không có bao nhiêu hết. Sư thấy rất là đau lòng, phải nói là xót lắm. Mà chính bởi vì xót như thế cho nên sư quyết định là sư không có in. Là cái chuyện mà mình in ra, mình ấn tống rồi mình đem đi tặng các chùa, thì hầu hết là cái nơi, cái bãi đáp của nó là nằm ở trong kho và khóa kín cửa. Cái người mà cần á, thì không có đọc được, thậm chí là họ thèm đọc, nhưng mà cái người nhận á, họ đem họ cất trong kho rồi, xin không dám xin, rất là thèm đọc đó. Còn cái người mà có thì lại họ lại coi thường, họ không chịu đọc, họ cứ quăng ở trong kho, cứ vứt ở trong kho.
Sư thấy những cái sự kiện như thế sư rất là đau lòng. Trong khi đó, đó cái người cần thì không có. Cho nên là sư thì cái phương pháp gọi là lan tỏa là sư cứ đưa công khai lên trên mạng, tất cả mọi người đều có thể xem, chứ không phải là cái kiểu mà làm thì tốn công tốn của mà không có hiệu quả như là cái kiểu mà in ấn thông thường. Ngoài ra thì sắp tới thì còn có dự án tranh nhân quả thì cũng chuẩn bị phát hành rồi. Tin mừng là chuẩn bị phát hành rồi. Thì cái cách phát hành của sư á, là ai thỉnh thì phải đăng ký, chứ không có cái chuyện là in rồi phát bừa, không có. Đó. Rồi sư vừa nghe là có người cúng đất xây chùa thì phải nói là sư nghe thì cũng hoan hỷ á, mà quải thì cũng quải quá. Tại sao? Tại vì bây giờ thì phải nói là chùa chiền thì rất là đông, nhưng mà Nam Tông của mình á, nói nó kỳ chứ đa phần là nhất tăng nhất tự, tức là tăng ni không có đông, chùa thì cũng tạm nhưng mà tăng ni không có đông. Mà mình cứ cúng đất xây chùa hoài thì sau này nó rất là uổng. Trong khi đó đó, tăng ni mình á, cái chuyện mà chú giải đó thì không có. Tại sao sư nói thời này làm phước nó dễ? Hồi xưa đó cái chuyện mà mình nghiên cứu hay nghiên cứu kinh tạng, những cái nguồn tài liệu rất là hiếm. Bây giờ thì vẫn hiếm, nhưng có điều là bây giờ mình có người dịch. Sư thuê những người ở Thái đó, những người mà biết tiếng Thái đó, họ dịch cái chú giải ra. Thì khi mà dịch chú giải ra như vậy đó thì thiên hạ được nhờ nha, tăng ni được nhờ. Có vị thầy ở bên Ban Hoằng Pháp Phật giáo thành phố á, vì đó rất là hoan hỷ, bởi vì rất đông tăng ni của Phật giáo phát triển, chứ không riêng gì một hệ phái là Phật giáo Nguyên Thủy. Rất đông tăng ni của Phật giáo phát triển là dùng kinh tạng Nikaya để dạy, trong đó đặc biệt là kinh Trung Bộ đó. Mà bây giờ mình có cái nguồn chú giải á, thì phải nói là tăng ni sẽ rất là hoan hỷ, nhờ như vậy á, có cái nguồn chính thống chính xác để mà dạy. Dạy cho ai? Dạy cho quý vị nha. Mình quý vị đó là người được lợi cuối cùng. Mà tăng ni mình mà cái tri kiến nó phát triển lên, Phật tử mình mà tri kiến phát triển lên, thì phải nói là cái đất nước Việt Nam mình được nhờ. Thì sư rất là mong mỏi sự kiện này nó sẽ thành tựu và thành công. Và để không có mất thời gian của quý vị thì sư qua câu hỏi tiếp theo.